Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt trên 90%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Đưa vào sử dụng trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC của tỉnh, triển khai hệ thống IOC tại các địa phương thiết thực, hiệu quả. Phấn đấu 50% tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số. 100% tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. 100% chợ thanh toán không dùng tiền mặt, chợ 4.0 đủ điều kiện triển khai. Để đạt được các mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các giải pháp trọng tâm: đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp, phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, quảng bá, tạo thị trường cho các sản phẩm